không? Ta không chỉ xử tội ngươi mà còn phải nguyền rủa cái giấc mơ điên cuồng chất chứa tâm địa độc ác của nhà ngươi nữa kìa. Ôi hỡi đức vua, người đã không chết trong chiến trận trực lòng tên mũi dao, để cuối cùng phải chết vì một kẻ tiểu nhân ti tiện này. Bình thường hắn nịnh nọt, hắn phỉnh phờ, hắn tỏ vẻ trung thành, vậy mà ai ngờ trong cái bộ óc đặc sợ sự ngu xuẩn kia lại chứa đựng một giấc mơ đứng đầu thiên hạ. Dùng thủ đoạn hèn mạt để tranh giành quyền lực với kẻ tài đức hơn mình, nuôi mộng tưởng cai quản người khác còn tài còn đức gấp trăm vạn lần hơn bản thân mình nữa kìa. Hỡi trời, tại sao lại ban cho những kẻ ngu xuẩn bệnh hoạn vậy, lại được quyền mơ đến những giấc mơ mà chỉ dành riêng cho người tài đức? Nếu như giấc mơ của chúng thực hiện được, sẽ biết bao nhiêu người sẽ khổ vì hắn, cả đất nước, cả dân tộc này sẽ còn khổ đến bao giờ nữa. Hãy đem hắn ra pháp trường xử tội hắn. Khoan đã, hãy xử luôn cả cái giấc mơ ngông cuồng tàn bạo của hắn, bữa đầu hắn ra, chấm dứt cuộc đời của hắn, và đồng thời chấm dứt giấc mơ điên cuồng rồ dại của hắn. Đem đi. Còn bây giờ, tất cả hãy lui xa. Ta muốn một mình ở đây với đức vua mà. Đồng tách đồng sàng sống bên nhau trời.
thì tất cả đã trôi xa như khói mây đi về giữa trời cao đất thầm, để lại đây cho tim an dành khăn tan trắng là nỗi đau tiêu nặng kiếp con. Bảy chiến trường đã tan hồi trống trần, gió thốc bụi mù, một mình một ông nghẹn ngào chết lặng bên xác của người thương. Gió trần ai tôi công tơ trời, sương mù nặng tan neo đời chúng rồi, nửa tin nửa mê nửa chìm nửa nổi khi bể chầm luôn cùng cuộn sóng phá theo về gãy cánh quyên hương lối nhịp sắc cầm vô phụ tan muôn khúc đoạn trường thổ nơi miên diễn thư không giờ đất trời nỗi nhà chàng có nghe con lời ai điêu mi. Một người vừa mới xa đi, để nuối tiếc lại đó người máu ứa cháy tim, chúa xót ngậm ngùi lúc sinh thời ta đã nghĩ về đây kia chức trong quyền cao nọ vinh hiến cuộc thần để làm gì khi không cùng đau khổ với muôn dân, để làm chi khi chưa thăm đắm tình dân tộc, vua hay thứ dân cũng sinh tử thương tồn bởi
hoàng hậu Dương Vân Nga, ông quân Đinh Toàn cùng ba quân tướng sĩ một lòng sau vui, xin đồng bay lại dinh nó biết hoàng đế đích tiên mà giờ đây.